theo điều chỉnh của Liên Bộ, các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng trừ dầu hỏa từ 15 giờ ngày hôm nay. Cụ thể, xăng RON 95 tăng 490 đồng một lít, giá bán ra là 21.490 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng 350 đồng một lít, với giá bán ra là 20.480 đồng một lít. Các mặt hàng dầu trừ dầu hỏa cũng tăng từ 290 đến 300 đồng một lít. Như vậy, sau 3 lần giảm giá liên tiếp, giá nhiên liệu trong nước có đợt tăng trở lại. Tại kỳ hôm nay, nhà điều hành tiếp tục không chi sử dụng từ quỹ bình ổn với xăng, dầu. Mức trích lập vào quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng cũng giữ nguyên 300 đồng 1 lít kg như cách đây 10 ngày. Thưa quý vị, chiều nay tiếp tục kỳ họp thứ 5 Quốc hội xem xét công tác nhân sự. Cụ thể, Quốc hội xem xét cho thôi làm việc nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15, miễn nhiệm vào bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến tân chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách sẽ thực hiện công việc đầu tiên ở vị trí mới vào sáng mai khi trình bày báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Còn tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ trình bày tờ trình về dự án luật tài nguyên nước vào chiều ngày 25 tháng 5. Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch sử dụng vaccine phòng COVID-19 năm 2023 và yêu cầu các địa phương xác định nhu cầu vaccine, xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phù hợp với tình hình địa bàn. Bộ Y tế ước tính đến hết năm nay, nhu cầu vaccine phòng COVID-19 của các địa phương cần bổ sung là hơn 2.259 triệu liều. Nhu cầu này có thể thay đổi theo đề xuất của địa phương. Vaccine phòng COVID-19 trong năm nay vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vaccine phòng COVID-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác khác. Thưa quý vị, Pitbull là một trong những giống chó nguy hiểm nhất đối với con người. Tại Việt Nam đã ghi nhận rất nhiều trường hợp chó Pitbull cắn người và hậu quả để lại thường rất nặng nề. Nhiều người đã chết hoặc bị thương tích nặng. Liên tiếp nhiều vụ chó Pitbull cắn người dẫn đến tử vong đã gây bức xúc trong dư luận về việc quản lý chó giữ. Nhiều người dân, chuyên gia đều cho rằng Việt Nam cần cấm nuôi chó giữ hoặc xem xét đưa vào dạng quản lý, kiểm soát đặc biệt. Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết việc cấm và quản lý chặt nuôi chó mèo là việc rất đáng làm khi gây ảnh hưởng tới xã hội. Cục Chăn nuôi đang xây dựng một nghị định thông tư quản lý động vật khác, trong đó có chó mèo. Dự kiến nghị định sẽ được ban hành trong khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Từ đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và rải rác có dông, chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Từ chiều tối ngày 23 đến ngày 24 tháng 5, Nghệ An đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Như vậy, hôm nay là ngày nắng nóng cuối cùng ở Bắc Bộ trong đợt này trước khi chuyển mưa rào và dông, thời tiết mát mẻ. Đợt mát tới sẽ kéo dài ít nhất một tuần. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, ít nhất 4 người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại bưu điện có tuổi đời hàng trăm năm ở thủ đô Manila của Philippines. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy lửa bắt nguồn từ tầng trệt của tòa nhà 4 tầng này, nơi cất giữ tài liệu, thiết bị cũng như thư từ và bưu kiện. Các đội cứu hỏa địa phương đã phải mất 7 giờ để khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Hiện chưa có thống kê chính xác về thiệt hại của vụ cháy. Cục Phòng cháy chữa cháy Philippines cho biết lớp vỏ của tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, quyền tổng giám đốc bưu điện cho biết đám cháy đã thiêu rụi nhiều vật liệu trong tòa nhà, trong đó có những bộ tem được phát hành nhân các ngày kỷ niệm. Tòa nhà bưu điện trung tâm Manila được xây dựng vào năm 1926 và do kiến trúc sư nổi tiếng Juan Marcos Arellano thiết kế. Tòa nhà từng bị hư hại nghiêm trọng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai nhưng đã được xây dựng lại vào năm 1946. Tháng 11 năm 2018, công trình được Bảo tàng Quốc gia Philippines công nhận là tài sản văn hóa quan trọng. Trung Quốc triệu đại sứ Nhật Bản để phản đối tuyên bố chung các nước G7 đưa ra ở Hiroshima, trong đó có nhiều nội dung nhắc đến Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong buổi triệu đại sứ Nhật Bản, Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông nói rằng Tokyo đã hợp tác với các nước G7 trong các hoạt động và tuyên bố chung nhằm bôi nhọ tấn công Trung Quốc, can thiệp thô bạo các vấn đề nội bộ Trung Quốc,
vi phạm nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế cũng như tinh thần bốn văn kiện chính trị giữa hai bên. Đề cập tuyên bố chung Trung Nhật năm 1972, theo ông Tôn, hành động của Nhật Bản gây bất lợi cho chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc. G7 gồm các quốc gia công nghiệp tiên tiến, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Canada và Italia. Trong tuyên bố chung được công bố, các lãnh đạo G7 cho hay họ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, phản đối mạnh mẽ bất cứ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc biện pháp cưỡng ép. Tuyên bố chung tại Hiroshima là kết quả đàm phán giữa các quốc gia thành viên G7 có cách tiếp cận khác nhau về ứng phó Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu đô la Mỹ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản. Tổng thống Biden nêu rõ gói viện trợ quân sự này sẽ bao gồm đạn dược, pháo binh, phương tiện thiết giáp và các chương trình đào tạo huấn luyện. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington đối với chương trình huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Chương trình này do Mỹ phối hợp thực hiện với các quốc gia đồng minh và đối tác. Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters cho hay Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các loại đạn bổ sung cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Trước đó, vào hôm 9 tháng 5, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ, bao gồm hệ thống phòng không, pháo thông thường và đạn chống UAV, dịch vụ hình ảnh vệ tinh và tiền cho huấn luyện quân sự. Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến thăm khu phi quân sự GMZ ở biên giới hai miền Triều Tiên và kêu gọi Triều Tiên ngừng tiến hành thử tên lửa đạn đạo. Thủ tướng Scholz cho rằng tình hình vẫn còn nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên. Khu phi quân sự ở biên giới hai miền Triều Tiên là dải đất dài 250 km, rộng 4 km chạy ngang bán đảo Triều Tiên. Từng là một trong những khu vực biên giới được vũ trang dày đặc nhất thế giới, GMZ được quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên trang bị dày đặc bãi mìn, các hàng rào dây thép gai, hàng rào điện tử, camera trinh sát và các trạm kiểm soát quân sự. Sau chuyến thăm GMZ nói trên, Thủ tướng Đức đã có cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul. Ông Scholz đã đến thăm Hàn Quốc sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Nhật Bản. Theo hãng tin Yonhap, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Đức và Hàn Quốc đã nhất trí về việc ký kết một thỏa thuận bảo vệ bí mật quân sự nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Bản tin 15 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.